Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vaccine TV, kênh chuyên hóng hớt cập nhật tin tức nhanh nhất của làng giải trí Việt. Cái cậu tay trong cái clip á là cô nếu mà có vấn đề thì mới làm cái trò mà kiểu mặc áo mặc ba đi đánh lén gì sao tay đánh lén trời ơi. Rảnh quá. Ý người ta quất nguyên đồng đội tới đập bom ầm vô bể, tự nhiên đi bắn lén xong rồi ta dí bỏ chạy. Cái nhất là cái chuyện vô lý. Cái chuyện thứ hai, mình nghĩ có một cái nướng cùng khùng hơn trong đây đó nữa là cái thằng đạo diễn. Nghĩ sao mà tự nhiên đạo diễn mà thấy cái kịch bản vậy mà nó cũng làm. Không phải vậy, nó hưởng ứng theo một cái bà kia kìa. À mà còn ba kia nó khùng hơn nữa. Cái bà đi kịch bản. Đúng rồi, cái bà đó, em không biết bà nào. Bà đó là ai? Bà đó là Diễn Như Chính. Ok. Bà Diễn Như Chính là ai? Rồi, mọi thứ các bạn tự hiểu. Mọi thứ, làm rồi, tự hiểu đi. Cái khùng của đỉnh cao của khùng. Trời, chị mất người á, chị nghĩ tới đó mà chị mất người. Dễ thương quá, mặc áo bà ba mà dễ thương. Cái bà diễn viên đang mặc áo bà ba đó. Hãy comment và để lại ý kiến ở phía dưới. Và nếu thấy hay, đừng quên để lại một like, một subscribe cho chúng mình nhé. Mình là Hiền Nora và đây là Vaccine TV.